Dạ, kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay thì Trâm đang có mặt tại Dầu Tiếng Bình Dương để mà tham gia cái chương trình Học Để Đổi Đời do anh Cương vừa sáng lập ra. Và đặc biệt là ngày hôm nay gặp rất là nhiều anh chị thân quen trong ekip đó. Đầu tiên là anh hai Cương Dừa. Anh hai Cương Dừa kìa. Ủa dạ. Tiếp theo đó là bé Trang. Dạ, diễn viên trong phim Về Nhà Ăn Tết nè. Kênh chị Trâm ạ. Đây là bé Ngân. Và đặc biệt là chú Bình. Đó là nhân vật chính, là người nhân vật chính câu chuyện ngày hôm nay mà anh Cương Dừa đang giúp cho chú cũng như là bé Danh. À, ngày hôm nay là chú đã nhận được về số tiền là 93.321.000. À, cộng được số tiền của Ít Lòng Nhiều của Trâm nữa là tròn 100 triệu đồng. Và trong đó là có 3 nhà tài trợ cho chú nữa. Nào là quà cáp bánh nè, rồi sơn trên nóc nhà cho mát nữa. Rất là nhiều luôn, và đặc biệt là tấm lòng của bà con ở Dầu Tiếng rất là đông. Mọi người quay lại đi, coi bà con đông lắm. Wow! Bà con đâu ở sớm đây? À, bị bắt cóc chụp hình rồi. Bắt cóc chứ không vừa. Chú Cương Dừa, anh Cương Dừa đói quá. Đứng kéo ở đây luôn. Kéo Cương Dừa nữa. Anh Cương Dừa đang đói rồi. Rồi. Chụp mấy tấm không ca? Tạo dáng. Lại bắt cóc Cương Dừa. Lin ra chụp đây nè, chụp quá. Được chưa? Rồi, tạo đủ kiểu luôn á. Có nữa hả? À? Trời ơi, chị ơi, chị bình tĩnh thôi, chị kéo em cắm đầu luôn nha chị. Ở đâu đây phải không? Đây. Chín tấm rồi, trời ơi, chín tấm rồi. Ủa chụp chưa? Xong chưa hả? Em tạo nhiều kiểu quá luôn rồi đó. Nữa hả con? Rồi qua đây đâu. Bây giờ coi ai tạo kiểu nhanh hơn nha. Rồi, thưa quý vị, là ngày hôm nay là chương trình của anh. Mới cái thưa quý vị, cho con chụp nữa rồi. Đâu hình con đâu? Rồi ok con. Thưa quý vị khán giả, là đây là cái tập 2 của chương trình Học Để Đổi Đời mà anh Cương sáng lập ra để làm. Hay ạ. Cương Dừa. Đó, đây là những nhà tài trợ chính của chương trình nè. Đúng không? Đây là 3 nhà tài trợ chính của chương trình. Còn đây là Học Để Đổi Đời. Đây là một cái tên mà mọi người thấy không? Học Để Đổi Đời. Đúng không? Là mình làm gì làm thì đây là một cái chương trình mà anh Cương muốn tài trợ cho các em nhỏ hiếu học đó, để có một cái số tiền, một cái số vốn để mà ăn học tới nơi tới chốn. Thì Trâm hy vọng là sẽ có nhiều mạnh thường quân hơn nữa để hỗ trợ cũng như là giúp cho cái chương trình Học Để Đổi Đời ngày càng phát triển và ngày càng có nhiều tiền hơn để mà giúp được nhiều hoàn cảnh hơn nữa đó. Thì bây giờ là đây là các bé trong nhà của chú nè. Giờ ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói nè. Đây, tội lắm nha mọi người. Hồi nãy trong quá trình mà Trâm gặp bé xong rồi Trâm mới phát hiện ra là đầu của bé là trứng trí, con trí đúng không? Rất là nhiều luôn. Ở ngoài Quảng Nghĩa gọi là con cháy.
quê Bản Nghẻ gọi là con cháy đúng không ta? Con Chí, con cháy á. Đó. Đó thì bây giờ mọi người có tin là trong vòng á mấy xíu hơn 100 bắt rất là nhiều luôn. Mà con nào con nấy nó uống nu rồi nè, nó ác dễ sợ luôn á. Nó hết máu trên đầu con nhỏ luôn. Con, giờ cô tháo ra cô coi cô bắt thử nha. Ở nhà con có gội đầu không? Con đi ra tiệm thuốc tây á, con mua cái dầu gội mà giờ diệt tre Chí á. Nè coi gần lại nè. Coi nè. Trứng nè, xác luôn nè, trứng quá trời trứng luôn nè. Mọi người thấy không? Chạm vô cho nó xé nè. Đó, đầu của bé là trứng Chí không luôn à. Ê, ngồi im coi, con ngồi im coi. Im, một con Chí nè. Ngồi im. Trời ơi. Đây. Có không cô? Có, nè, con nè. Thấy không? Một con Chí con nè. Có lay không thì giờ đưa cái đầu của em đây, chị bỏ lên mới biết được nè. Em hỏi, tại vì chị biết nó lay nên chị đâu có hỏi. Chị bắt, nghĩ là tại vì em hỏi thì chị bỏ lên đầu em là cho em biết, chứ còn chị biết là nó lay rồi. Rồi mình bỏ vô nha. Sao mắt chị tinh quá à? Em nhìn em không thấy luôn á. Ui trời, con ngồi im. Con ơi ngồi im. Đây, một lần hai con luôn nè. Siêu bắt cháy luôn nè. Không có, trời bắt trên đầu của con bé nè, tội nghiệp nó lắm. Cái này là tại vì hồi nhỏ ai cũng bị á mọi người. Đặc biệt là mấy em bé mà ở dưới quê. Mấy em ở dưới quê là thường là dễ bị cháy như vậy lắm. Mà con bé thì nó thiếu tình cảm của mẹ, thiếu cái sự chăm sóc nữa, nên chắc chắn là mấy cái chuyện này là con bé không thể nào tránh khỏi. Đúng không? Con bé năm nay 16 tuổi rồi. Mà bây giờ hả, nó còn kiểu giống như là cũng khờ khờ nữa. Cũng không biết gì. Hỏi con tên gì? Con tên gì? Con tên gì? Con mấy bao nhiêu tuổi? Đó. Thì anh Bình á, chú Bình á, tâm lợi là chú nha. Chú Bình là có 4 người con, mà 3 người con là kiểu đã bị khờ khờ như vậy rồi. Có mình Danh thôi. Thì Danh là con ở giữa trong nhà. Thì đó là cái niềm hy vọng của gia đình chú. Thì cũng hy vọng là bé Danh sẽ cố gắng học hành để mà phụ giúp cho gia đình. Đây là chú đây à, chú Bình đây à. Nay vui không chú? Vui lắm hả? Là lần đầu tiên có một số tiền lớn như vậy đúng không chú? Rồi chú vậy là ngày mai mua một cái món ăn gì đó thiệt là ngon, cái gì đỡ cho mấy đứa con đúng không? Mình ăn một bữa sum họp nha. Đó. Bây giờ dù cho có số tiền lớn trong tay đi chăng nữa thì ngày mai 3 giờ sáng chú vẫn phải ra rừng cao su để mà cạo mũ. Đó, công việc mỗi ngày của chú rồi. Đó, con hy vọng là chú có nhiều sức khỏe để sau này là mình lo là cho con mình là nhiều hơn nữa nha. Dạ, con cũng hy vọng là sau chương trình của anh Khương thì sẽ có nhiều mạnh thường quân hơn nữa giúp đỡ cho hoàn cảnh của mình. Dạ. Em bắt nãy giờ 3 con Chí rồi. Đây con cũng sắp màu nha. Ê bắt Chí bị ghiền á anh. Đó, đây là áo nữa nè. Nha. Ê, trời, con ngồi im con ơi, một con bự lắm. Từ, coi chừng nó trốn. Hai trăm bắt giỏi chưa? Mấy chục năm bây giờ mới gặp con Chí. Thiệt. Mấy chục năm rồi bữa nay mới thấy là con Chí nè. Thật sự luôn á. Đây. Cắn bỏ vô miệng cắt bụp. Nhiều lắm. Con cúi cơm đầu xuống một xíu ơi. Cái này ủ rượu á. Ủ rượu cho mấy con Chí nó say á chị. Chết. Bây giờ cái này là nó nhiều lắm rồi con ơi. Chết. Nhiều lắm, đụng đâu cũng thấy hết trơn á. Hồi nãy giờ là 4 con rồi đó. Trời ơi. Con này là con đây. Con không có nội. Đây nè. Con không có nội nè. Lâu rồi. Có ai giống như Trâm không quý vị? Mười mấy năm rồi giờ mới thấy là con Chí nè. Hồi nhỏ Trâm cũng bị mà. Hồi nhỏ dường như con nít ở dưới quê ai cũng bị. Nhưng mà cũng thông cảm đó nha mọi người. Mà mọi người đừng có la, đừng có chê là ừ sao bé ở dơ nè. Không có đâu, tại vì bé nó thiếu thốn tình cảm của mẹ. Không có ai chăm sóc. Mà bản thân là cũng đang bị khờ khờ nữa cho nên rất là tội. Mình nhìn nhà mình nói tội lắm. Hồi xưa mình bị này là ba mẹ mình đi mua cái gì đó. Mua dầu gội với mua cái lược về cho mình trẻ hoài rồi. Trời ơi con nào con nấy nè, trời ơi nè mọi người coi nè. Đó.
con này con nói nuôi rồi nè, dạch ra là có chị. Con này em bắt một tay luôn nè. Nha. Mọi người thấy không, em bắt lần hai con luôn nè, còn nghiệp ghê không? Trời ơi, mười mấy năm rồi mới thấy lại con Chí á trời. Cái này con đi mua cái lược á, con mua cái lược dày. Con có lược chưa? Rồi con mua cái gì rồi? À, đây nè, cái thùng quà của cô Trâm đâu ta? Đây, đây, đây. Cô Trâm có gửi áo cho ba nữa nè. Với lại đây là nguyên một cái thùng quà nhỏ thôi. Đây là của ít lòng nhiều nha. Đó, cô gửi em vài món quà Tết. Đó, thì chú Bình á. Chú ơi, con có gửi cho chú mấy cái áo sơ mi nha. Mùng 1 Tết là bận vô là bận vô đi ăn Tết, đi chúc Tết nha. Này, con gửi tặng chú 5 cái áo sơ mi nha. Đó, ở trong đây nữa, có hai cái này nó cũng mới luôn rồi, nó mất mấy cái bao rồi. Dạ, cái này là 5 cái nha, con tặng cho chú 5 cái áo nha. Này. Đây nè, con đi đâu vậy? Còn đồng này đây nữa nè. Thôi đi qua đi, cô ôm qua cho. Đây em ôm qua cho. Này nó nhẹ hiệu à. Đây đi, đây, đây chú. Bây giờ mình qua nhà cô bé một xíu nha. Tội nghiệp ghê luôn á, giờ này ngồi khui quà ra kìa. Wow. Cái này là cái giấy để tụi con vẽ con ạ. À. Đó, quý vị thấy không? Mấy bé là thiếu thốn cái tình cảm của mẹ, rồi và hoàn cảnh cũng khó khăn nữa. Cho nên là bây giờ hả, thấy quà này kia là khui ra thấy thương lắm. Này, có ăn kẹo sô cô la không? Có ăn kẹo sô cô la. Ai ăn nè, cô khui ra cho liền luôn nè. Ai ăn kẹo sô cô la cô khui luôn nha. Rồi chị, biết sao không? Tại lâu mới được quà nhiều như vậy nè, cho nên là thích lắm. À, con hỏi vậy thôi chứ con không có lấy của em. Nè, ăn kẹo sô-cô-la nè. Con ăn kẹo không? Con ăn thử kẹo sô-cô-la đi. Rồi, cô để ở đây nha. Còn cái này là dầu xoa bóp, khi nào mà ba đau nhức mỏi là nhớ xoa lên cho ba nghe chưa. Còn cái lạp tôm này anh để trong tủ lạnh 6 tháng nha. Để trong tủ lạnh ngăn mát á. Mà con nghĩ là mọi người ăn không tới 6 tháng đâu. Cái này là Tết mình ăn là hết bèo liền mà. Cái này là 2kg nha. Để trong ngăn mát tủ lạnh là mình lấy ra mình chiên thôi là xong. Dễ thương quá à. Đây nè. Cái này là whisky nè, tụi con có thể bóp nhưng mà nó không bao giờ bị hư hết trơn á. Rồi. Bây giờ mình vô mình sẽ cho mọi người thấy là hoàn cảnh của chú như thế nào nha. Chú con biết áo có bị gì có vừa không, để mà nó rộng một tí cũng được nghe cho thoải mái ha. Đây. À, hiện giờ là nhà của chú là nhà của một người em cũng cho chú ở nhờ thôi. Nhưng mà hiện giờ người em của chú thì bị thiếu thốn nợ nần cho nên là đã bán rồi. Cho nên là khả năng là chú với lại mấy đứa con là phải đi thuê một cái chỗ khác. Đó, cho nên là anh Khương cũng đang kêu gọi Mạnh Thường Quân để mà ủng hộ, hỗ trợ chú để mà xây nhà cho chú. Đây. Chú ở đây bao nhiêu lâu rồi chú? À, chú ở đây 15 năm rồi. Đó, đây là dưới bếp nè, bếp gì đâu, có một cái bóng đèn à. Ngân! Nguyễn Thị Ngân! Ôi, nhà có cây xoài nữa nè. Có, chị ăn xoài non chùm mắm ruốc không? Nhà đâu có nuôi cái gì đâu, nó có nuôi gà nữa à. Chắc gà hàng xóm á. Thấy
cuộc sống chú với mấy đứa nhỏ tạm bợ quá ha, khổ chật vật. Một ngày chú đi làm á, cạo mũ cao su là từ 3 giờ sáng cho tới trưa mới về là có 60.000 thôi, mà lo gia đình 5 miệng ăn, 4 đứa nhỏ mà 3 đứa là không có ý thức, là tại vì cái đầu của bé nó bị chậm phát triển cho nên nó cứ khờ 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 khờ. Bây giờ tất cả mọi hy vọng của nhà này là đều phụ thuộc vào bé Danh. Thì mình lên gặp bé Danh, nãy giờ chưa gặp bé Danh nữa. Thương quá à, có quà là ngồi cười ra hết vậy đó. Đây Danh đây, hiện giờ là Danh là trụ cột của gia đình nha. Đó, và chúc cho con là ngày càng học giỏi hơn, cố gắng hơn. Và mình phải có một cái ý thức là người ta có cha có mẹ đầy đủ, đúng không? Người ta có một cái cuộc sống nó đầy đủ hơn mình thì người ta sẽ cố gắng một. Còn mình á, mình thiếu thốn tình cảm của mẹ, rồi anh chị em của mình á bị bệnh như vậy nữa, ba của mình thì sức khỏe không được ổn định, thì mình phải cố gắng 10 lần hơn như vậy nữa. Cố gắng ở đây là không phải là bắt con làm việc nhiều, mà là cố gắng ở đây là mình phải chăm chỉ, cố gắng học giỏi để sau này á mình thi vào trường đại học rồi đó, mà mình kiếm được một công ăn việc làm ổn định thì lúc đó mình mới có thể là lo được cho gia đình và lo cho các em nha. Dạ. Ok em. Rồi hứa nha, hy vọng là sau này một ngày gặp lại con là con sẽ trở thành một người có ích cho gia đình và có ích cho xã hội. Ok. Đẹp trai quá trời, biết đâu được ngày mai mai mốt đi đóng phim. Đi đóng phim không? Không không không. Đi đóng phim khổ lắm. Thấy thương không? Hôm nay con có cái gói mới, tối gói mới để ôm ngủ rồi. Trời. Tội nghiệp ghê không? Cái đó của con hả? Thằng bà này nữa. Bây giờ đi ra tiệm thuốc tây mua một cái bình dầu gội, rồi dầu gội là để diệt chí nghe chưa. Thôi cô Trâm đi đây, con vô lấy cho Tùng cột tóc lên đi, con vô lấy cho Tùng cột tóc lên cho mát đi. Rồi mai mốt á cô Trâm dặn nè, cô đang đứng lên cô Trâm dặn nè, con á năm nay con 16 tuổi rồi, hiểu không? Cho nên á con không có đi lang thang ra ngoài đường nữa, nhất là buổi tối. Ở nhà là đi vòng vòng ở trong nhà thôi, chơi canh mấy em, không có đi vòng vòng. Đây dầu gội y lan trí nè, 2 trong 1 là nè, con phải này nè. Cái cách công dụng là con biết sử dụng không? Không. Không biết sử dụng đúng không? Bây giờ con gội đầu đúng không? Xong con cho cái này ra ngoài tay. Con. Cái gì ba loại không à? Con cũng gội được luôn. Con biết gội. Không biết gội luôn hả? À? Khổ ghê luôn á. À, thôi đi nha. Chào anh nha. À, thôi anh, chú con đi luôn nha. Cảm ơn. Rồi, cố gắng để sắp tới nó thành đạt. Nha, chứ cái gì chú đem quà của mấy em vô trong nha. Dạ, cho chúc chú nhiều sức khỏe à. Rồi, con chào chú. Khi nào tây nhà thì có gì con liên hệ với con vừa rồi con chở gạch xuống cho chú nha. Dạ. Dạ rồi, bye bye. Yeah, lại. Yeah, bye bye, yeah. Yeah nè, bé bé nè, bé, bé ba nha. Rồi, xin chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, mình rất là vui khi được đồng hành cùng với anh Cương Dừa. Hy vọng là sau này có nhiều cái chương trình của anh Cương Dừa nữa mà mình sẽ được đồng hành. Đây, vì đây là những cái chương trình rất là ý nghĩa luôn. Rồi, bây giờ thì đã là 4 giờ kém rồi, Trâm với anh Cương với lại ekip là chưa ai ăn gì hết. Nên là giờ sẽ đi kiếm một cái gì đó để ăn. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người.